Em nhờ anh nước ạ. Anh bảo này. Tôi đi chơi với anh nhá. Sao? Thôi ạ. Ê, thôi gì? Đi chơi với anh. Em chào chị ạ. Chị. Chị. Bên ngoài cậu như thế nào cũng được, nhưng mà đây là công ty tôi, đừng có làm cái trò mèo mả gà đồng như thế, buồn cười lắm. Đâu, em chỉ chơi bời kiểu trêu trêu tí vậy chị. Chứ em là em giữ thanh danh cho chị mà. Tối đây có việc gì, định xin cái gì? Đùa, chị lúc nào cũng nghĩ thằng em chị như thế. Đang đi tiện tạt qua đây thăm chị tí vậy. Nói nhanh lên, tôi bận lắm. Tôi mới đi có việc bây giờ là khỏi mở miệng đấy. Chị buồn cười. Đúng là chị gái của em cái gì cũng biết. Nhìn cái điều bộ của cậu định xin tiền cái gì? Bao nhiêu? Và việc gì? Em ấy là em định hỏi ý kiến của chị là em định mở một hội quán cyber game lớn nhất cho thành phố này. Chị thấy thế nào ạ? Cậu định khởi nghiệp á? Vâng. Em là em tính em để ra một khoản nho nhỏ rồi, nhưng mà tự nhiên bao việc hết tiền. Bao nhiêu? Bao nhiêu ạ? Đây là em tính. Tiền mặt bằng này, tiền dàn máy này, tiền cái gì nhỉ, chống ồn này, tiền bảo vệ nhân viên này. Ok. Tính ra nên là cũng 3 tỷ, hơn 3 tỷ tí. Chị thấy không ổn đâu. Kinh doanh ấy, cái gì cũng phải có kế hoạch rõ ràng. Chứ cậu như cậu, vẽ ra là được à? Với cả, chị không tin mấy cái mảng game gủng cho lắm đâu. Cười không ổn thì không ổn thế nào? Đã làm đâu mà biết là thành công hay không? Nói chung là cậu nói cái gì, chị vẫn cảm thấy không ổn. Chị... buồn cười, buồn xử được ấy. Lúc em không làm thì lại bảo là ăn chơi lêu lỏng, ăn bám bố mẹ, ăn bám gia đình, ăn bám mọi thứ. Xong lúc em làm thì lại cứ thích bàn lùi. Thế bây giờ chị muốn em thế nào? Đường đường là một chủ tịch công ty lớn, 3 tỷ cũng kỳ bò thằng em. Cậu nói hay nhở? 3 tỷ mà cậu có bé à? Hả? Chả bé hả? Cậu mà cứ thông minh, giỏi giang như người ta, chị đã chả phải nói. Thế tóm lại bây giờ là chị không cho vay đúng không? Không cho vay thì em xin bố mẹ. Tôi biết ngay mà. Lại vòi tiền bố mẹ. Cái tính ỉ lại của cậu ấy, có bao giờ làm được cái gì ra hồn đâu. Không vòi tiền bố mẹ thì biết làm sao. Vay chị không cho. Được rồi, em ra ngoài xã hội em vay vậy. Để bọn xã hội đây nó thích làm gì thì làm. Thế nhá. Kìa, Lâm, đứng lại chị bảo đã. Chào. Kìa, Lâm. Con với chị vốn khắc khẩu với nhau, chẳng nói chuyện được với nhau. Mẹ có làm gì thuyết phục được chị thì mẹ làm, còn hết cách. Cái thằng này, mẹ bảo bao nhiêu lần rồi, mày phải mềm rắn rắn môn thì mới làm được việc chứ con. Tùy theo từng trường hợp mà biết cách xử sự. Chị mày đã cưng thì mày phải mềm mỏng, mới nhờ vả được việc chứ con. Mày cứ làm thế thì hỏng hết việc. Mẹ sinh ra con mẹ còn không biết tính con nữa. Tính con không quen được cái kiểu ngọt nhạt xong rồi phải nịnh nọt cái thứ đâu. Có gì nói thẳng toẹt ra, thế cho nó nhanh. Đấy, mày cứ như thế, bảo sao chị mày nó không muốn giúp. Bây giờ mẹ nói cho con biết nhé. Trong cái nhà này, có mỗi chị mày là bây giờ là kinh tế khá. Giờ công ty nó làm ăn cầm khá phát đạt, đang lên như diều gặp gió. Mình không tranh thủ nhờ vả, đến lúc nó xa cơ lỡ vận thì nhờ vả kiểu gì? Mẹ em xài đi ạ. Ừ, con để đây. Mẹ hôm nay đến đây là có chuyện đúng không ạ? Thì cũng chuyện của thằng Lâm mà con. Chuyện của nó? Con nói từ hôm trước rồi cơ mà. Con tưởng là nó không cần con giúp đỡ nữa. Thôi, con lạ gì tính em con. Nó cũng hùng hổ, ăn không nên
đỏ, nói không nên lời. Con chấp nó làm cái gì hả con? Mẹ lặn bênh nó rồi. Mẹ đừng bao bọc chiều chuộng nó quá. Bây giờ mẹ cứ như thế, nó hư hỏng ra đấy. Thì trước đây nó chơi bời lêu lổng thì mẹ không nói. Nhưng bây giờ nó muốn chi thú làm ăn thì con phải giúp đỡ em nó chứ con. Giúp gì thì giúp, cũng phải đúng lúc, đúng việc. Con không đồng ý cái chuyện nó mở cửa hàng game đâu. Đối tượng toàn học sinh, sinh viên trốn học ra ngoài ngồi. Bây giờ mẹ thấy đấy, gia đình người ta đến mà làm lên thì còn kinh doanh cái gì nữa. Con biết đấy, từ trước đến nay thế mạnh của nó là game. Bây giờ nó muốn làm ăn chí thú, định hướng nghề nghiệp thì nó cũng phải phát huy sở trường của mạnh của nó chứ con. Như con đấy, mẹ cũng hết sức ủng hộ. Như con đấy, trước đây con cũng chọn hướng nghề nghiệp theo ý của con, mẹ cũng ủng hộ con gì. Nhưng mà mẹ ơi, đây là kinh doanh. Kinh doanh thì nhiều rủi ro lắm mẹ. Nó bây giờ như thế này, trước kia con đã cố gắng cho nó vào một vị trí ở công ty làm, học hỏi vài năm. Nhưng mà mẹ thấy đấy, được 3 ngày nó nghỉ là còn yêu đương nhăng cuội ở được công ty nữa. Làm con nguôi hết cả mặt. Gớm. Có cái chức trưởng phòng, à đâu, phó phòng bé còn con như thế thì làm ăn được cái gì hả? Như thế mà đòi phát viên chật chỉa. Phải xem lại mày đi. Bằng cấp thì không có, năng lực thì chả bằng ai. Nhưng mà con nhà lính tính nhà quan. Bây giờ mày cứ như này thì làm được cái gì? Đấy, mẹ sẽ... Trong mắt chị con là một thằng như thế đấy. Thế tóm lại, con có giúp đỡ em con không? Con giúp đỡ em con ý, là con giúp đỡ bao hiếu bố mẹ đấy. Mẹ nói cho con biết nhé, hai chị em khúc ruột trên, khúc ruột dưới, không yêu thương, đùm bọc giúp đỡ nhau thì còn giúp đỡ được ai? Mẹ, từ bé đến giờ nó được bố mẹ bao bọc, cái tính ỷ lại nó ngấm vào máu rồi. Đi học thì xin tiền bố mẹ. Đi học không xin tiền bố mẹ thì ăn cắp à? Ăn cắp để có tiền. Thế còn đi làm, khi đi làm chỉ làm được vài ngày là nghỉ. Khả năng quản lý nhân sự, quản lý kinh tế đâu không có. Thì mày nghĩ mày làm chủ kiểu gì? Lập nghiệp thì cũng phải có quá trình, từ từ mà nên, chứ không phải là cứ vay vốn đầu tư bừa ấy là được. Con nói lần cuối, con không đồng ý đâu. Thế tóm lại, tôi nói gãy lưỡi từ nãy giờ, chị vẫn dứt khoát không giúp đỡ em chị đúng không? Thôi được rồi, chị không muốn giúp đỡ ấy thì để tôi. Tôi sẽ tự cầm cố cái nhà. Mẹ, xoay vốn làm ăn cho em chị. Mẹ con tôi có cầu bơ cầu bắt đầu đường xó chợ cũng không chết được đâu. Mẹ, mẹ lại bao bọc nó rồi. Nó một phần như thế này cũng là lỗi tại mẹ đấy. À à, bây giờ ấy chị lại quay ra để trách tôi là không biết dạy con à? Tôi nói cho chị biết, tôi đẻ chị ra nuôi chị lớn, chị đi làm lấy chồng, từ đấy đến giờ chị báo hiếu tôi được ngày nào mà chị quay ra nói tôi như thế hả? Đúng là vừa khỏi vòng đã cong đuôi rồi. Còn nói tất cả là một thằng Lâm muốn tự lập, đừng cứ ỷ lại vào mẹ nữa. Mà sao mẹ nó nặng lời với con đấy. Thì tự lập vay tiền, không cho vay thì bây giờ biết làm nào? Đấy, tự lập còn gì nữa. Tôi nói chị biết nhá, có bột ý thì mới gột được nên hồ. Chị làm ăn giỏi giang như vậy mà chị không giúp đỡ em chị thì em chị phát triển sự nghiệp kiểu gì? Còn bây giờ ấy, nếu chị không làm được ấy thì để tôi, cái thân già này của tôi tự lo cho nó được. Mẹ con tôi không cần gì đến chị. Mẹ ơi, tôi nói thật với chị nhá, chị đúng là cái loại con gái vô ơn. Mẹ, giúp gì thì giúp, cũng đúng lúc, đúng việc, chứ không phải là nó muốn cái gì mẹ cũng cho. Mẹ như vậy là hại nó đấy. À, bây giờ ấy, chị đủ lông đủ cánh rồi, chị làm chức to chức lớn rồi, chị quên sạch máu mủ ruột già đúng không? Được rồi, chị đã không giúp đỡ nó ấy, thì để tôi, để cái thân già này của tôi lo cho nó. Mẹ con tôi không cần gì đến chị. Mẹ, sao mẹ nặng lời với con thế? Con làm tất cả là muốn tốt cho nó thôi mà. Con biết từ bé đến giờ mẹ thương nó hơn thương con. Nhưng mà nếu để con nói những lời khó nghe để gia đình mình tốt hơn thì con có phải nói? Tôi nói cho chị biết,
việc nhân nghĩa ý, với lời hay đẹp ý, lối sống tử tế chị cứ giữ mà lại chị dùng chị nhá. Còn mẹ con tôi không cần, mẹ con tôi tự lo được. Đứng dậy đi con, đi về. Vâng. Giờ con với mẹ có là gì với chị ấy đâu mà. À, mẹ về. Để đấy, đừng động vào. Mẹ mua cho em Lâm đấy. Sao mẹ chỉ mua cho em Lâm, sao mẹ không mua cho con? Con có nhiều sách vở rồi, để Tết mẹ mua cả thể, đừng vòi vĩnh nữa. Này, con cất cái hoa này vào trong nhà cho mẹ đi, rồi ra trông em nhá. Vâng ạ. Chả được tích sự gì cả. Alo, bà à, đi siêu âm chưa? Thì kết quả con trai hay con gái? Trời ơi, thế à? Thích thế. Trời ơi, chứ những lũ con gái chán lắm bà. Ờ, các cụ đã nói rồi, toàn lũ vịt rời thôi. Bé thì ăn hại, lớn thì bay đi. Cứ như tôi đây này. Giờ chỉ trông vào thằng Lâm nhà tôi thôi. Ừ, thế nhá. Ờ, ừ. Mẹ bình tĩnh, kể cho con nghe có chuyện gì nào. Tại mẹ không lắng nghe lời con, bây giờ mẹ mất tất, mất hết cả rồi con ạ. Thằng Lâm, nó lại gây ra chuyện gì ạ? Mẹ bán nhà, đưa cho nó hết vốn để đầu tư làm ăn. Không đủ, đã thế nó còn cầm hết tiền đi ném vào bài bạc. Trời miết nó bị công an theo dõi. Hôm qua nó vừa bị bắt đi rồi con ạ. Giờ mẹ chả còn gì, mẹ trắng tay rồi con ơi. Thôi, mẹ bình tĩnh đã. Chuyện thằng Lâm còn nghĩ là cứ để nó trong đấy một vài ngày cho tỉnh ngộ ra. Sau đó có thể nhờ chồng con đi bảo lãnh cho nó. Anh ấy quen một vài người trong ngành, chắc là ổn thôi ạ. Là tại mẹ không chịu nghe lời con, cưng chiều nó quá nên nó mới thế hư hỏng như vậy. Mẹ đã gián tiếp đẩy nó vào vòng lao lý. Mẹ đúng là người mẹ tồi. Mẹ đừng tự trách bản thân mình nữa. Nó lớn rồi, nó phải chịu trách nhiệm những gì nó đã làm. Ở trong đấy một vài ngày cũng tốt, để nó bình tĩnh lại. Nó phải nhớ đến những gì nó đã làm. Nhà mẹ đã bán rồi, giờ mẹ chả còn gì, mất hết rồi con ạ. Mẹ còn có con mà, con lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ. Lúc nào mẹ cũng trách móc, mắng mỏ con, chỉ chiết con. Đã thế còn những trận đòn oan nghiệt vì thiên vị. Mẹ tưởng sau ngần ý năm, con phải hận mẹ, giận mẹ chứ. Con có oán trách mẹ không con? Mẹ là người mẹ tồi, vì đã không biết bảo ban các con, dạy dỗ các con nên người. Đã thế còn nhất bên trọng, nhất bên khinh, phân biệt đối xử. Mẹ thật là người mẹ tồi tệ. Chắc chả có người mẹ nào như mẹ đâu con nhỉ. Mẹ đừng nói như vậy. Mẹ là mẹ của con mà, mẹ sinh ra con, làm sao con lại oán hận mẹ chứ. Từ lúc đi lấy chồng, con không được ở bên cạnh mẹ, không thể chăm sóc cho mẹ được. Mẹ, bây giờ mẹ ở đây với con nhé, để con có thể chăm sóc cho mẹ. Mẹ cảm ơn con.
con của mẹ.